Các chị chiếu đèn này, sau đó thì điều trị kháng sinh để cho cái khối viêm của em nó cư trú lại, và sau đó thì hẹn em một tuần xuống để trị áp xe ấy. Cái khối này em cảm thấy đã nhẹ người hơn rất là nhiều đó. Và thực sự là rất là cảm ơn các chị ở khoa thì đã hướng dẫn em rất là nhiệt tình về cách vắt sữa này, và cũng là điều trị và hướng dẫn rất là tận tình, thắc mắc và giúp em giải đáp và giúp em chữa trị để có thể là nhanh bình phục nhất ạ.